mình xào bát tê, áp, tận dụng những thứ như này. Các xem thì tôi muốn thử thì có thể làm thử. Phải ăn thôi chứ để lâu quá là sợ nó hết hàng. À, mình sẽ cho bát tê vô. Wow. Cho thêm ớt vô nha. Mình sẽ thích ăn cay đó. Cho thêm 4 trái ớt nha. Hello. Ok, nãy giờ là mình chế biến cho các bạn một món hết sức là mới. Đó là mì xào pate của Pháp với sa tế. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem nha. Một bát mì siêu to, siêu khổng lồ. Trời ơi, nó béo. Có lợi hả? Đó, ba tê hòa quyện vô cùng với sợi mì. Mình chỉ dùng một gói bột muối à. Muối của mì tôm á, một gói muối thôi, cần cho hai gói các bạn ạ. Ừ. Ớt thì phải ăn cả trái. Ngon thật sự quá. Đó thật. Mới bữa nay có một mình ở đây thì biết ăn mì tôm thôi. Ăn hạn chế ra ngoài đường. Hôm qua thì ăn mì tôm với sườn heo. Hôm trước đó thì ăn mì tôm với bò.
ăn sữa đây hết. Tô mì đĩa đi xào. Tuyệt vời, ông mặt trời. Không có gì ngon bằng chính tay mình vô bếp. Rồi, chúc cho các bạn ở nhà tự cách ly, hoặc là không dám ra đường, hãy thưởng món mì hào hảo xào bát tê của Pháp, của Ý, của Việt Nam hay của nước nào được, miễn sao các bạn có đầu hộp dùng sản chung. Rồi, chúc các bạn ngon miệng nha. Hẹn gặp lại trong video thử thách nấu món tiếp theo.